Mẫu đèn này có tên gọi là đèn led pha màu, phong cách gia đình sang trọng. Đây là một mẫu đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên mọi người yên tâm, nó rất là bền và tiết kiệm điện. Đèn còn phù hợp để mọi người mua trang trí cho những sảnh nhà hàng, những sảnh khách sạn 5 sao sang trọng. Nó có thể pha ra rất là nhiều màu và nó rất nhiều kiểu chạy đổi màu khác nhau. Đèn còn có chế độ đổi màu cảm ứng theo nhạc và đổi màu chạy auto tự động. Đèn được thiết kế rất là gọn, mọi người có thể để ở dưới nền đất như thế này hoặc là treo lên trần để gọi lên những cái bức tường, pha màu cho những bức tường và những cái bức tranh rất là đẹp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BOL 1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.